Ngày 2 tháng 5, Tổng thống Pháp Macron tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Hai nước này đồng ý khởi động các cuộc đàm phán chính thức về thỏa thuận tiếp cận đối ứng RAA, qua đó tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Là đồng minh G7, hai nước đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự chung trong những năm gần đây. Pháp đã thúc đẩy việc khởi xướng các cuộc đàm phán về hiệp ước tiếp cận tương hỗ RAA trong hơn một năm qua. RAA thiết lập khuôn khổ để tạo thuận lợi cho sự hợp tác quân sự, chẳng hạn như giúp việc nhập cảnh của nhân viên và thiết bị nước ngoài dễ dàng hơn trong trường hợp giao lưu, trao đổi giữa hai bên. Tháng 12 năm 2023, Nhật Bản công bố kế hoạch xây dựng quân đội lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, đánh dấu bước ngoặt rời xa chủ nghĩa hòa bình sau chiến tranh. Nước này đã ký kết RAA với Úc và Vương quốc Anh và hiện đang đàm phán một hiệp ước tương tự với Philippines. Tokyo vốn mất khoảng 2 năm để đàm phán thỏa thuận với Úc và 1 năm để đàm phán với Anh, hiện đang là nơi tập trung lực lượng quân đội Mỹ lớn nhất ở nước ngoài. Một vị quan chức Nhật Bản cho biết thỏa thuận với Pháp có thể mất khoảng 1 năm để hoàn thành. Thông tin đối ngoại từ phía Pháp cho biết Paris hy vọng thỏa thuận sẽ rất nhanh chóng có hiệu lực. Nhật Bản đã nỗ lực cùng quan hệ quốc phòng trong bối cảnh lo ngại về Trung Quốc, vấn đề tự do hàng hải trong khu vực và các tranh chấp thương mại. Nước này cũng ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, cho rằng việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là điều cần thiết. Pháp có các lãnh thổ và sự hiện diện quân sự ở Ấn Độ, Thái Bình Dương, đồng thời đang tìm kiếm mở rộng sự hiện diện ở khu vực. Nước này muốn nhấn mạnh vai trò to lớn hơn mà họ có thể đóng góp cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật khi chính phủ của Thủ tướng Kishida đang áp dụng chính sách quân sự cứng rắn hơn trong khu vực. Cũng tại cuộc gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh cũng như lĩnh vực kinh tế khác, như tạo ra chuỗi cung ứng để đảm bảo đất hiếm và các khoáng sản khác. Hai bên cũng thảo luận cách tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và hy vọng rằng sẽ trao đổi song phương và được đẩy mạnh hơn nữa thông qua Thế vận hội và Paralympic sắp tới ở Paris cũng như triển lãm thế giới tại Osaka của Nhật Bản vào năm 2025.